Alo, Alo, bác Tường đây. Tự nhiên là có người lại đăng ảnh lên trang cá nhân, phải có lý do gì chứ? chả vì lý do gì, lý do là em chỉ quay phượng đăng ở đâu đấy là có em nói chuyện chung chung về bên đất nước Đài Loan, xong quay cái video ấy lên ở trên cam đấy thì chỉ nhìn thấy lưng em và nghe tiếng em thì em không nói, nhưng khi vào Facebook của em chụp ảnh trang cá nhân của em lên, hình ảnh của em và con em lên trang cá nhân nói chúc bạn em. Chị có biết đấy là ai không? Em biết, Rồi, có bằng chứng không? em có bằng chứng. Cái việc này thì nó lại liên quan đến bên chỗ công an và sở thông tin truyền thông. Nếu như chị mà có bằng chứng, có đầy đủ cái cơ sở để mà tố cáo người ta, thì chị liên hệ bên chỗ công an để mà nhờ bên chỗ công an, bởi vì cái này nó liên quan đến công an huyện trở lên. Cái này nó liên quan đến việc mà sử dụng hình ảnh thông tin của người khác khi chưa được cho phép, quy định ở điều 32 và điều 155 về vấn đề mà sử dụng hình ảnh người khác để nhằm bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác. Nó dính vào hai cái điều luật này. Ngoài ra cái này nó dính vào vấn đề của bên sở thông tin truyền thông luôn, phát tán những hình ảnh nó nhạy cảm mang tính chất là kích bác, nói xấu á. Thì chị liên hệ một là công an nhé, lên công an để chị trình báo, mang theo tất cả những cái bằng chứng chị có và Thế lên bây trên giờ những đấy. cái bằng chứng gì thì là được lợi cho mình ạ? Sao chị ạ? À? Có cần những cái bằng chứng gì để được lợi cho mình ạ? Tất cả những bằng chứng có lợi cho chị thì chị mang lên hết, tất cả nhé, tất cả. Vâng, bao gồm cả cái link Facebook đăng này, hình ảnh bị đăng này, rồi cái nội dung đăng này, đấy, vân vân và vân vân, thì chị trình báo lên đấy. Hai đơn vị để chị trình báo là sở thông tin truyền thông và chỗ công an cấp huyện trở lên. Xã thì họ rất là hạn chế làm những cái việc này, bởi vì nó liên quan nhiều vấn đề mang tính chất nó khá là cao rồi. Xã nó chỉ liên quan những vấn đề dân sự của cá nhân xung quanh trong xã thôi, trực tiếp thôi, còn vấn đề nó liên quan đến phòng công nghệ cao thì anh xã chức năng nhiều khi nó chưa tới nhé. Anh em khả năng là nếu mà chuyện này nó sẽ xảy ra như thế nào, người bên kia thì có gì làm sao ạ? À, cái vấn đề này nó cũng tùy vào cái mức độ của cái hình ảnh đó, nó có nghiêm trọng hay không, gây những cái ảnh hưởng gì nghiêm trọng thì nó mới 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 biết được. Còn nếu mà trường hợp ấy nhé, trường hợp mà nhẹ thì họ sẽ gọi lên nhắc nhở, xử phạt, cảnh cáo, xử phạt hành chính, nhắc nhở lần đầu. Nếu mà tái phạm thì sẽ khởi tố thôi nhé. Chị cứ lên mạng chị search cho tôi cái điều 155 và điều 32 về vấn đề mà quản lý hình ảnh, rồi liên quan đến vấn đề là bôi nhọ hình ảnh danh dự người khác nhé. Rồi rồi. Em cảm ơn anh nhé. Rồi, ok, chào chị. Một ngày tôi nghe khoảng tầm đâu đó gần 30, có hôm là hơn. Đấy, trên dưới 30 một cuộc, cuộc điện thoại trên một ngày, đau đầu cái gì, đau đầu đầu óc anh chị. Từ sáng đến tối xử lý một cái khối lượng rất là lớn. Nếu mà đưa những cái việc này nó ra thành những cái vụ án ấy anh chị, tôi tạm gọi đây là những cái vụ án nhỏ, thì tôi hiện tại đang đứng đầu của cả nước về vấn đề xử lý các cái vụ án liên quan đến vấn đề hình sự, dân sự. À, nhưng tôi chỉ là cái người xử lý trên cái phương diện là tư vấn thôi. Thì thưa các anh chị là trong 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 luật đấy thì có hai cái nhóm này, nó chia ra là cái anh luật là luật tố tụng, anh luật tố tụng và anh luật là luật sư tư vấn. Thì tôi chuyên về cái bảng tư vấn, và sau khi tư vấn xong, nếu anh chị cần bên tôi xử lý thì tôi mới bắt đầu chuyển sang cái mặt là hướng dẫn về cái thủ tục tố tụng, hoặc là đại diện các anh chị về mặt pháp luật đứng ở tòa tham gia cái tố tụng bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của anh chị đó. Thế thì hôm nay thì tôi cũng trao đổi với anh chị khá là nhiều nội dung video này. Thế nào, thì một lần nữa tôi rất cảm ơn anh chị luôn ủng hộ và đồng hành với tôi trong thời gian vừa qua. Thời gian gần đây thì tôi để ý là cái clip của tôi, cái video nó cũng ít người coi lại, mà tôi biết rằng là ít người, không phải là các anh chị không quan tâm tôi, mà ít người bởi vì cái sự việc của anh chị đã được giải quyết rồi. Vì tôi biết là cái sự việc của anh chị giải quyết xong thì anh chị đi làm việc khác, không có thời gian coi. Nhưng mà các anh chị ạ, thi thoảng cứ vào kênh, tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất cho anh chị. Rồi các anh chị lưu ý nhé, tôi xin phép lại nghe tiếp một cuộc điện thoại nhé. Alo ạ. Dạ, con chào chú Hùng ạ. Vâng, chào anh, không biết anh bao nhiêu tuổi nhỉ?
Dạ, năm nay con 27 tuổi ạ. Vâng, chào anh, 27 tuổi thì tôi hơn anh có 10 tuổi thôi, gọi anh em đi, tôi mới 37 thôi nhé. Xin phép gọi với anh em nha. Dạ, anh thì hiện tại em đang có quay trên app á anh. Mấy app là các app tín dụng đen ở trên mạng ấy đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, không biết là em vay ở bên đấy là đã lâu chưa? Dạ, thì tầm cũng kia tháng nay. À, thế là số lượng tiền hiện tại nợ bên đấy bao nhiêu rồi? Hiện tại thì nếu tính cả gốc lẫn lãi thì tổng cộng là 22 triệu ạ. À, cả gốc cả lãi 22 triệu. Thế hiện tại em có gia đình, có vợ con gì chưa? Dạ hiện tại thì có rồi ạ. À, thế vay này vợ có biết không? Dạ À, nên cái khoản tiền mình vay về là mình sử dụng cái mục đích cá nhân chứ không liên quan gì gia đình à? dạ đúng rồi ạ. À, nghĩa là mình đánh bài hay là mình chơi bời hay là mình nhậu nhẹt hay thế nào? Dạ không, cái không có đánh bài chơi bời, ý là mình làm anh mà kiểu đầu tư đó nhưng mà bị lừa ạ. Đầu tư hả? Em đầu tư cái gì? Đầu tư vô cái mấy cái thị trường nhị phân ạ. À, thị trường nhị phân là em chơi bi mono dạng dạng xanh đỏ đây, trên mạng Dạ đúng gì? rồi ạ. À, cái đấy. Thế hiện tại là em đang học cái gì? Trước đây em học cái gì và công tác chính là làm việc ở đâu? Dạ trước thì cũng làm công việc là bắt bên anh, ý là cũng gì cũng làm đấy ạ. À, nói chung là thợ đụng. Nhưng Dạ. mà trước đây em có đi học hành gì không? Dạ có. Em học gì, ngành gì? Dạ học bên công nghệ thông tin. À, công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin thì nó cũng dính dáng đến cái ngành em làm chỗ nhị phân đấy này, cũng được. Thế nhưng mà đầu tư vào đấy thì sao lại để mất tiền được, Ý là bị lừa hả? bị lừa thế nào? Dạ ý thì có người quen giới thiệu và nói cái này xin lợi nhuận nhiều á. À, thế thì khi vào có xin lợi nhuận nhiều không, Dạ khi vào thì tầm mấy ngày sau là mình mất luôn cả vốn ạ. là em giao dịch hay là tự nhiên nó mất, nộp tiền vào là mất hay là có được giao dịch không? Là được giao dịch nhưng mà người ta hướng dẫn 1 2 ngày rồi người ta bỏ. À, thì thế hướng dẫn 1 2 ngày đấy có ăn không, có lời không? Hết luôn à. À, có bữa ăn bữa thua. Nhưng mà cái đoạn mà 2 ngày đầu tiên mà họ hướng dẫn cho em ấy có lời không hay là không? Dạ À, có lời. Thế là sau khi có lời nhưng mà chắc là lời ít đúng không? đúng rồi. Rồi sau đấy là em tự tự giao dịch, tự chơi luôn đúng không? Dạ ý là nhiều lúc mình không hiểu mình hỏi nhưng mà người ta không có thời gian trả lời ạ. Người ta không Không trả có lời thời thì gian mình thì đừng có không giao dịch. Lúc nào người ta trả lời thì mình hãy giao dịch hoặc mình rút tiền để mình đầu tư lĩnh vực khác cho nó an toàn hơn. Anh ví dụ như là bây giờ với 20 triệu đấy em đi mua lấy 10 cái rổ ấy, 10 cái rổ, cái dụng cụ mà người ta đựng trứng vịt lộn ấy. Em làm sao được 10 cái rổ trứng vịt lộn, em giao cho 10 bạn sinh viên nghèo vượt khó đúng không? Em giao cho 10 bạn, mỗi bạn 10 rổ đi bán 10 cái ngã tư. Một tháng sau là em thành chủ thôi chứ có cái gì đâu. Em thấy hợp lý không? dạ đúng ạ. Ờ, như vậy anh nghĩ là nó sẽ còn lời. Em cứ thử, thử nghĩ đi, đơn giản mà, trước đây em cũng từng làm rồi. Đi tìm 10 bạn sinh viên nghèo nhưng mà có chí muốn kiếm tiền để trang trải gia đình. Giao cho bạn ấy một cái rổ để đựng trứng vịt lộn và đầu tư cho bạn ấy cứ một đêm 300 quả trứng. Không? Thì nói chung là một đêm bạn ấy bán xong là mình chia đôi. Bởi vì mình bỏ vốn, bạn ấy bỏ công sức thì mình chia đôi. Một đêm trung bình bạn ấy bán là lời được 400 nghìn, chia đôi bán 200, mình 200. Mình có thu nhập, bạn cũng có thu nhập. Đúng không? Thế 10 người như thế thì một đêm mình có 2 triệu đúng không? Thế một tháng là bao nhiêu? 2 3 là 60 triệu. Trừ những cái chi phí xăng cộ ra rồi đầu tư ra thì mình vẫn lời, đúng không? Khoảng 1 2 tháng sau mình lấy vốn lại rồi. Đấy là cơ bản như thế. Chứ còn em đầu tư vào những cái mà không đâu ở trên mạng ấy thì mất tiền là đúng rồi, rủi ro của em chẳng khác gì đánh bạc đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Thế còn câu chuyện bây giờ em tìm đến anh là về vấn đề app, anh đang nợ 20 mấy triệu con ạ. Thế anh nói với em là những cái việc đầu tư đấy là mình nên bỏ đi, không nên nữa. Cái gì mình biết mình làm, không biết thì thôi. Còn Dạ về đúng rồi, app, em bỏ rồi ạ. thì em học ở công nghệ thông tin thì anh không biết là em chuyên phần cứng hay chuyên phần mềm. Dạ mình nghe phần cứng mà. À, lại phần cứng thì khó nhỉ, nếu mà phần mềm thì anh có thể hướng dẫn em tự xử lý cái vấn đề mà ngăn chặn hình ảnh với người thân anh bạn thông qua một vài cái code cơ bản bên anh đã có để đưa em về em tự sửa rồi em úp lên để em chặn thôi. Dạ thì nãy giờ em đọc mấy phần mềm về cái vấn đề là em làm được nhỉ.
Nhưng mà em đang em có biết em có biết đọc code không? Dạ hồi có học code mà bên code bên thiết kế web chứ không có code lập trình ạ. Bây giờ code web thì nó đơn giản quá, code web thì nó đơn giản quá rồi. Vấn đề code lập trình ấy. Bởi vì cái này nó liên quan đến code lập trình. Để mà ngăn chặn là một ai ấy hoặc là để mình đưa em đã từng viết robot bao giờ chưa? Sao ạ? Em từng viết một cái ứng dụng gì để nó auto, anh ví dụ như là một con robot nào chẳng hạn, anh ví dụ như Bimono của em ấy, cái thằng nhị hệ thằng thằng hệ nhị phân ấy, em có thể viết cho nó một cái code thế này, mặc định cho nó là cứ xuất hiện hai cái đỏ thì cái thứ ba mình đánh đỏ, nghĩa là mình mặc định một cái code như thế. Em có từng nghĩ đến cái chuyện đấy chưa? Dạ cái vấn đề đó em hiểu nhưng mà à rồi chưa thực hành hiểu à rồi cái đấy thì em hiểu thì anh nói ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái code thế nào, và trong đấy sẽ cài cái vấn đề là cứ xuất hiện cái hình ảnh của em, giấy chứng minh của em ở trên mạng thì tự động nó report ra, đúng không? Rồi sẽ cài mặc định một cái code, xuất cái thông tin cái danh bạ của em ra, đưa vào trong đấy là cứ cái hệ thống mà của bọn app mà số đầu một chiều gọi đến cái số trong danh bạ của em, tự động nó chặn hết, nó chỉ chấp nhận những cái số có thuê bao chính chủ thôi. Còn những cái số mà của hệ thống mà tổng đài, hệ thống mà SIM rác, hệ thống mà SIM đầu một chiều, tự động nó chặn hết. Cái đó là tụi anh hiện tại đang làm hai cái đó. Anh có nguyên một cái đội IT mà anh xây dựng hơn 2 năm nay, bây giờ mới hoàn thiện để xử lý cái đấy. Ví dụ như là em thấy nhà mạng nó có một cái cú pháp, khi mà ai mà bị SIM rác gọi đến này, bị làm phiền này, chỉ cần gửi cái cú pháp đó về 5656 thôi là tự động nó bóc tách và nó chặn ra hết. Em thấy cái đấy không? Nhà mạng thấy rồi ạ. Ở đấy thì bên anh cũng phát triển một cái hệ thống như thế. Thì của em thì bây giờ thế này, bây giờ anh hỏi là cái tiền mà em 20 mấy triệu là em có xác định trả được nữa không hay là không trả được nữa? Dạ ấy tầm trong vòng 3 tháng này thì mỗi con là em cứ tới tháng này. Không, bây giờ mình làm việc bây giờ đấy, mình vào cậu này hết tiền hay sao? Tắt máy rồi, chắc là hết tiền, chắc là lát nữa cậu này sẽ gọi. Tôi chưa kịp đưa ra cái phương án xử lý cho cậu ấy nữa. Thì thưa anh chị biết là tôi ngồi đây cũng phải trên 2 năm anh chị ạ. Từ tháng 3 năm 2010 2020 đấy, đơn vị tôi thì tôi bắt đầu hoạt động từ những năm 2019 đấy, những năm tháng 12 2019 là tôi bắt đầu tôi mở công ty, và đến tháng 3 2020 bắt đầu tôi làm kênh YouTube cho đến bây giờ đấy. Thế thì trên cái góc độ mà xử lý thì trong đó có một cái vấn đề app, để xử lý cái vấn đề app này thì các anh chị biết, tôi cũng không muốn nói nhiều bởi vì các anh chị nghe không hiểu. Cái việc chặn hình ảnh chặn được, danh bạ chặn được, có nhiều người bảo không, nhưng mà đối với đó là những người mà óc bằng đậu hũ, họ không hiểu đâu. Nếu mà không chặn được thì tại sao một cái Facebook chúng ta có thể xóa được, xóa luôn. Anh chị không tin, anh chị cứ đưa cho tôi một cái link Facebook, tôi xóa cho anh chị coi. Nhưng tôi nói với anh chị, đấy là anh chị yêu cầu tôi xóa mà phải là Facebook chính chủ tôi mới xóa nha. Nếu mà anh chị đưa một cái Facebook của một nghệ sĩ nào đó đưa tôi xóa thì sai quy định pháp luật, đi tù như chơi. Nên là khi mà tôi cho đội ID của tôi xử lý những cái Facebook đó thì tôi xem là Facebook đó là có định danh không, Facebook đấy có thật hay không, hay là Facebook ảo, mà Facebook nó đang làm cái gì, đăng hình ảnh của những ai. Anh chị, đây tôi mới làm, có người gọi tôi. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi. Và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.